Tại HA Spa, sử dụng liệu pháp vô cùng đặc biệt, đó là đả thông kinh lạc bằng sừng, giúp đào thải độc tố trong cơ thể. Ngoài ra, cải thiện đau vùng đầu, vai, cổ gáy, thắt lưng, chân tay tê bì. Liệu pháp này giúp ngăn ngừa đẩy lùi bệnh thoái hóa đốt sống cổ, giúp ngủ sâu giấc hơn, điều trị dứt điểm mất ngủ do tắc đường kinh lạc, giảm căng thẳng, mệt mỏi hay stress, hỗ trợ điều trị các vấn đề về gan, phổi, thận, ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, gút. Đặc biệt hơn, tại HA Spa đang triển khai chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt, giảm giá chỉ còn 99.000 đồng cho liệu pháp đả thông kinh lạc bằng sừng. Cam kết với quý khách hàng sẽ có hiệu quả ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên. HA Spa Healthcare Center, nơi gửi gắm và đặt niềm tin.